Kế tiếp là phần phóng sự về buổi ra mắt sách có tựa đề Nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc do Nguyễn Thành Công và Đậu Thanh Vân thực hiện. Xin trân trọng kính chào quý vị. Sau hơn 20 năm sưu tầm và tìm hiểu, nhà văn nữ Thụy Khuê từ Pháp Quốc đã hoàn thành tác phẩm biên khảo Nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc. Bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả một số hình ảnh về buổi ra mắt sách do Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Nhà Việt Nam tổ chức vào trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Trường Đại học Nova, thành phố Annandale, Virginia. Và ngày hôm nay trong một cái buổi chiều đạp trời mà bà con đến thì tôi thấy là tham dự khá đông và bà con có vẻ như là rất là chờ đợi cái buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích với tư cách là một độc giả của tác phẩm biên khảo đã nhận định về giá trị cuốn sách. Cuốn sách Nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc của nhà biên khảo Thụy Khuê phải nói là cái cuốn biên khảo giá trị nhất mà từ trước đến giờ chúng ta có về cái phong trào lớn của trí thức miền Bắc đòi hỏi tự do dân chủ cho người cầm bút ở trong nước. Trong cuốn Nhân văn giai phẩm của tác giả Thụy Khuê đó thì chị đã lấy được cả những cái tài liệu ở trong nước, những tài liệu ở ngoài nước, những cái cuộc phỏng vấn với những người như là Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang, Trần Duy vân vân, và do đó nên chị đã tập hợp nó lại thành một cái câu chuyện phải nói là nó có giá trị văn học sử rất cao, thậm chí nó cao đến nỗi rằng là bây giờ cho đến bây giờ thì không có một cuốn sách nào mà có thể thay thế được cái đó. Tôi rất là cảm động, vậy vì xúc động nữa, tại vì tôi cũng không ngờ là có một cái sự đón tiếp, thứ nhất là nồng nhiệt về phía độc giả, về phía tất cả các anh em, anh chị em trong ban tổ chức, quá là nồng hậu. Tôi không ngờ, vâng, không ngờ là cái văn học hay là những cái người mà quan tâm đến văn học, quan tâm đến tình hình đất nước còn nhiều như thế anh ạ. Vâng. Tác phẩm biên khảo Nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc của nhà văn Thụy Khuê đã được Quý Đồng Hương, vốn lưu tâm tới lịch sử và vận mệnh của đất nước tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đã đón nhận với nhiều ân cần và trân quý. Phải chăng tác phẩm công phu này đã đáp ứng và góp phần nói lên những sự thật của lịch sử, giúp cho người Việt trong và ngoài nước có được một nhận thức chính xác về căn bản của vấn đề, hậu cùng chung lòng góp phần thay đổi dòng sinh mệnh của đất nước cho một ngày mai tươi sáng hơn. Nguyễn Thành Công từ Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị.